cuối cùng cũng thắng. Thiệt là ngầu. Không biết cảm giác đó thì như thế nào ta. Ba ơi, con muốn được làm siêu nhân. Con học giỏi thì đã là siêu nhân của ba mẹ rồi còn gì nữa. Không phải, siêu nhân là phải đi cùng thế giới như trong phim á ba. À, trong phòng thí nghiệm của ba có cái áo choàng đó. Đâu ba, cho con mượn đi cứu thế giới đi. Nhưng mà con phải làm theo ý của nó mới được. Con có chịu không? Miễn sao con được mọi người ngưỡng mộ là được. Xin chào. Từ giây phút này cho đến hết ngày, ngươi sẽ là siêu nhân. À, đã quá. Giờ làm gì ta? Ra ngoài giúp đỡ mọi người thôi. Đồng ý. Nào, nhanh giúp cô lao công đó đi. Mình đi cứu thế giới mà. Bạn muốn làm siêu nhân thì nghe mình đi. Đi liền. Con thiệt ngoan quá. Còn nhỏ mà giỏi ghê. Ba mẹ con chắc vui vì con lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn đằng trước kìa, có chuột con bị té đang khóc đó. Lại đưa chuột con đó về nhà đi. Bao giờ mới cứu được thế giới đây? Chuột con ơi, em bị sao vậy? Em chạy bị té, giờ đi không nổi. May mà có con, chứ không cô không biết làm sao luôn á. Dạ, con cũng tình cờ thôi, không có gì đâu con. Em cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Còn nữa, nhìn phía trước kìa, có bà bò già đang không nhìn thấy đường để qua đường. Đốm qua giúp bà bò đi. Ủa, mà sao Toàn làm việc đơn giản không vậy? Chán quá à. Cảm ơn con nhiều lắm. Dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa. Bà mẹ con sẽ vui lắm đây. Dạ không có gì. Con chào bà con đi. Vui hơn lúc đầu giúp người chưa? Giúp mọi người xong thấy vui ghê. Mà chán lắm luôn á. Mình vẫn muốn cứu thế giới rồi. Vậy mà còn chưa hiểu ra nữa hả? Thì việc lớn của bạn đó. Trời ơi, nguyên một con quái vật. Bây giờ làm sao đây hết chuyện? Không biết làm gì mà sáng giờ cứ đòi cứu thế giới. Mình đâu có nghĩ là nó khó như vậy đâu. Chính ra. Từ đâu xuất hiện thì hùng con đến vậy? Cút ngay. Đi ngay. Đại lẽ, đâu ra mà đông dữ vậy? May mà có mọi người. Chứ nếu mà không có, con không biết còn như thế nào nữa. Con đã giúp mọi người thì mọi người không thể làm lơ mà không giúp con được. Ngoài việc học hành giúp đỡ ba mẹ mà con có thể làm những điều nhỏ nhặt để giúp mọi người thì đã là một siêu nhân rồi đó. Siêu nhân có nhiều ý nghĩa, không phải cứu thế giới mới là siêu nhân đâu con à. Hay quá, con hiểu rồi. Cảm ơn mọi người.